Trong các triển lãm công nghệ gần đây, có một xu hướng công nghệ đang nổi lên là các thiết bị gia dụng điện tử thông minh. Để có rất nhiều hãng bắt đầu đi theo hướng này, ví dụ như Samsung, LG, Philips. Nhưng liệu những sản phẩm thông minh đó có thực sự tiện dụng trong gia đình hay không? Xin mời quý vị cùng theo dõi bài tổng hợp sau đây của chuyên mục tuần này có gì mới. Thưa quý vị, mọi người nói rằng một ngôi nhà với những thiết bị điện tử thông minh sẽ là tương lai của chúng ta. Lúc đó, một ngôi nhà bình thường sẽ trở nên thông minh toàn diện với Smart TV, robot giúp việc, lò vi sóng điều khiển bằng smartphone Android, hay là bóng đèn đổi màu, hay thậm chí cả những chiếc bàn chải đánh răng cũng có Bluetooth. Với ý tưởng này thì Samsung đang tiến đến cái mà họ gọi là kỷ nguyên mới của những ngôi nhà thông minh với các thiết bị gia dụng có camera, kết nối Wi-Fi và giúp mọi người quan sát nhà cửa từ xa. Và LG cũng không kém cạnh, hãng này đang ra mắt nhiều phần mềm điều khiển thiết bị từ xa. Còn Google thì đang dốc tiền cho Nest Lab để phát triển các thiết bị cảm ứng nhiệt thông minh. Thưa quý vị, cứ theo đà này thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ nấu ăn từ xa thông qua smartphone. Và điều này hoàn toàn có thể nếu có nồi crockpot của hãng Belkin. Nồi cơm này có thể kết nối Wi-Fi nên là điều khiển và chỉnh nhiệt độ từ xa hoặc là thời gian nấu ăn từ xa bằng smartphone rất là dễ dàng. Và thậm chí ngay cả ổ khóa cũng được thông minh hóa, thưa quý vị. Ví dụ giống như là ổ khóa thông minh của Gucci Smart Lock. Ổ khóa này giúp chúng ta đóng mở cửa bằng ứng dụng trên di động thông qua đường truyền Bluetooth. Dĩ nhiên vì thông minh nên là ổ khóa Gucci không cần đến chìa khóa. Gucci Smart Lock còn được trang bị camera để chúng ta biết được là ai đang đứng trước cửa và báo về cho smartphone của chủ nhà. Nghe qua thì khá là thú vị đúng không thưa quý vị, nếu có một ngôi nhà thông minh toàn diện như vậy. Nhưng mà thực sự những thiết bị này có thực sự thông minh như là các nhà sản xuất quảng bá hay không? Hay nó lại mang cho chúng ta những rắc rối? Câu trả lời thật lòng thì có thể là thông minh quá cũng chưa chắc là tốt. Bởi vì một số cảm biến trên các thiết bị gia dụng thông minh đang bị lỗi thời. Tuổi thọ pin thì không dài, còn những phần mềm thì không phải cái nào cũng có ích. Công bằng mà nói thì không ít các phần mềm tích hợp cho các thiết bị gia dụng thông minh khá là rắc rối. Chưa kể người dùng còn phải thường xuyên liên tục nâng cấp theo nhà sản xuất nữa. Thêm nữa, những thiết bị đồ dùng tích hợp nhiều tính năng thường lại có tuổi thọ không dài và công nghệ mới thì lại cải tiến liên tục. Chúng ta có thể một năm đổi một cái điện thoại nhưng ít có ai mà cùng thời gian đó lại đi đổi tủ lạnh. Quan trọng và nguy hiểm hơn là không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng ta nếu như mà sử dụng một thiết bị có kết nối Internet mà không cẩn thận. Biết đâu một tay hacker cao tay nào đó có thể thông qua chiếc microwave thông minh mà đào Bitcoin ngay trong nhà của chúng ta hoặc là tìm cách xâm nhập vào dữ liệu có trong chiếc Smart TV đặt ở phòng khách. Rõ ràng viễn cảnh về những ngôi nhà thông minh rất thú vị và sẽ là chuyện xảy ra dù chúng ta có muốn hay không. Nhưng Hồng Hoa nghĩ là để là một người tiêu dùng thông minh thì chúng ta nên tỉnh táo thấy rằng không phải thiết bị thông minh nào cũng phù hợp với nhu cầu của mình. Vì vậy cần phải hết sức cẩn thận trước khi vung tiền để chạy theo những cuộc đua của xu hướng công nghệ này.